Tiếp theo là tiếng nói cử tri về bài tham luận về hai ứng cử viên, bà Clinton của đảng Dân Chủ và ông Trump của đảng Cộng Hòa do Jackie Bong thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Jackie Bong xin kính chào quý vị. Chúng ta bàn về hai ứng cử viên tổng thống, hai thái cực. Sau khi bà Clinton được chính thức là chuẩn ứng cử viên tổng thống vào đầu tháng 6, thì Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, ông Harry Reid, lãnh đạo khối Dân Chủ tại Thượng viện, cùng bà Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, liền tuyên bố hậu thuẫn bà Clinton. Tuy đối thủ Bernie Sanders không có tuyên bố hỗ trợ bà, nhưng cũng nói sẽ đứng cùng bà Clinton để đánh bại ông Trump và tiếp tục vận động cho chính sách chủ nghĩa xã hội ông đưa ra. Trong lúc đó thì hàng loạt chính trị gia bên Cộng Hòa không ủng hộ ông Trump vì họ cho rằng ông có những lời nói tráo trở và có thái độ miệt thị, nhất là các cựu ứng cử viên tổng thống như ông Mitt Romney, Marco Rubio, Lindsey Graham và Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Bên phe Cộng Hòa càng chia rẽ bao nhiêu, thì bên Dân Chủ càng thống nhất lại hàng ngũ, đứng sau bà Clinton. Trận giặc đánh võ mồm bùng nổ giữa hai ông Trump và bà Clinton bắt đầu khốc liệt và lan rộng đến các thành viên surrogates, đại diện của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, ra tay chưởng với nhau không ngừng. Bà Elizabeth Warren cho ông Trump là money grabber, xảo quyệt đưa ra nhiều mánh khóe để làm giàu trên xương máu người khác với bất động sản đồ sộ và giật tiền người nghèo với đại học Trump University do ông dựng lên. Hơn nữa, bà cho ông Trump là racist bully, một tên ác ôn kỳ thị chủng tộc, đặt suy nghĩ riêng tư lên trên quyền lợi quốc gia. Còn ông Marco Rubio nói ông Trump là một tên lừa bịp, con man. Ông Romney cho ông Trump là bigot, con người đánh lận dân đen một cách mù quáng, và nutty, một anh chàng ăn nói bừa bãi, khùng điên. Ông Trump tiếp tục chửi đến Tổng thống Obama về việc Omar Martin, 29 tuổi, người Mỹ gốc Afghan, xả súng tại hộp đêm Pulse ở Orlando, Florida. Anh chàng này tàn sát 49 người và làm 53 người khác bị thương. Tổng thống Obama tuyên bố đó là một hành động khủng bố và hận thù, Terrorist and Hate Crime Act, và cho đó là thể hiện chính yếu về việc kiểm soát sở hữu vũ khí không được chặt chẽ. Ông Trump đổ tội cho ông Obama là người lãnh đạo yếu đuối, không dám đánh bại khủng bố, tránh né không nói thẳng về cụm từ Hồi giáo cực đoan, Radical Islamic Terrorist. Ông Trump đòi ông Obama phải từ chức. Ngay sau đó, Tổng thống Obama phản ứng tức giận ra mặt, nói những lời gây sốc của ông Trump chỉ làm phân tâm chính trị khi đối xử phân biệt với người Mỹ theo đạo Hồi, phản bội mọi giá trị nước Mỹ đang cố gắng bảo vệ. Xin nhắc lại là chính quyền Obama đã giết hơn 120 kẻ cầm đầu tổ chức Hồi giáo, nhiều hơn tất cả các tổng thống. Ông và các đồng minh đang chiến đấu chống lại và tấn công những kẻ cực đoan của nhà nước Hồi giáo ISIS tại Iraq và Syria. Điều tra dư luận trong ngày 14 tháng 6 cho thấy Tổng thống Obama được sự ủng hộ của dân chúng lên đến 55%, nhiều hơn bao giờ hết. Còn bà Clinton cho việc xả súng là một hành động khủng khiếp và việc quan trọng là kiểm soát việc mua vũ khí không được quá dễ dãi, cũng như không buộc tội người Hồi giáo vì tất cả không phải là khủng bố, phản lại lời ông Trump tuyên bố là chặn người Hồi giáo không cho họ vào quốc gia Hoa Kỳ. Bà cho hành động nguy hiểm và lời nói ấu trĩ đó của ông Trump làm cho người Hồi giáo tức giận và chống lại Mỹ, rồi ngã vào trong tay các tổ chức Hồi giáo cực đoan, tụ kế của họ, phản lại an ninh quốc gia. Bà nói là để giữ cho nước Mỹ an toàn và đánh bại các nhóm khủng bố quốc tế, Mỹ phải hợp tác cùng với các đồng minh để truy lùng, ngăn chặn, chúng tuyển mộ và giết thêm người. Hai bên ông Trump và bà Clinton đều nỗ lực sử dụng mọi cơ hội để chống nhau với những lập luận và lý lẽ đối chọi đối thủ của mình. Bloomberg Politics thăm dò ngày 15 tháng 6
cho thấy bà Clinton được 49% dân chúng ủng hộ, hơn ông Trump 12%, và hiện nay ông Trump đang tuột xuống còn 37%. Jackie Bone xin kính chào quý vị. Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, Đại hội thứ 20, trân trọng kính mời quý cựu sinh viên sĩ quan và quý phu nhân tham dự buổi dạ tiệc được tổ chức vào lúc 6:30 chiều Chủ nhật 26 tháng 6, 2016 tại Hyatt Regency, Orange County, Harbor and Chapman, 11999 Harbor Avenue, Garden Grove, California, 92840. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Hồng Miên, 714-231-9598 hay Trần Tri Quốc, 949-212-0261. Tampa Bay hay Vịnh Tampa là tâm điểm thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới, với nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng nằm dọc theo những bãi biển nước xanh, cát trắng. Là trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chánh trọng điểm của tiểu bang, với nhiều địa danh hấp dẫn và sinh hoạt ngoài trời gắn liền với thiên nhiên và sinh thái. Được biết đến là vùng khí hậu bán nhiệt đới, tương đối ôn hòa, người Việt định cư ở đây đã tạo ra những vườn trái cây, vườn rau, vườn hoa, cây cảnh không khác gì ở Việt Nam. SPTN Tampa Bay từ vùng nắng ấm sẽ đem đến cho quý khán giả những thông tin bổ ích về sinh hoạt và đời sống của cộng đồng người Việt tại đây. Chương trình đầu tiên sẽ được phát sóng vào lúc 10:30 sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2016 và vào ngày Chủ nhật tuần thứ tư của mỗi tháng. Kính mời quý khán giả đón xem. Kính thưa quý vị, đến đây, chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.